YouTube nổi tiếng Khoa Phu với đôi chân dài miên man 5 tỷ xuất hiện trên fanpage tạp chí nổi tiếng của Mỹ. Trong năm 2022, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin YouTube nổi tiếng Khoa Phu đã thực hiện kéo dài chân mình tại Mỹ với giá 5 tỷ đồng. Khoa Phu là một trong những YouTube nổi tiếng và được yêu thích nhất tại Việt Nam. Anh ta đã thành công trong việc tạo ra những video hài hước, thú vị và giải trí cho khán giả của mình. Khoa Phu đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trên nền tảng này. Khoa Phu, tên thật là Phạm Minh Khoa, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1996 tại Khánh Hòa, Việt Nam. Anh ta bắt đầu sự nghiệp của mình trên YouTube vào năm 2015 với kênh Piu Piu. Tuy nhiên, sau đó anh đã quyết định đổi tên kênh thành Khoa Phu và chuyển sang sản xuất các video về cuộc sống hàng ngày của mình, những câu chuyện, kinh nghiệm và những tình huống hài hước trong cuộc sống. Với nỗ lực không ngừng, Khoa Phu đã có được một lượng lớn người hâm mộ và trở thành một trong những YouTube được yêu thích nhất tại Việt Nam. Khoa Phu là một YouTube nổi tiếng Việt Nam với hơn 10 triệu lượt đăng ký và hàng tỷ lượt xem trên kênh YouTube của mình. Anh ta được biết đến với các video vui nhộn, hài hước và đầy sáng tạo về đủ loại chủ đề từ chuyện tình cảm đến thử thách, game và du lịch. Khoa bắt đầu tạo nội dung trên YouTube vào năm 2014 với các video về game và sau đó chuyển sang các chủ đề khác như thử thách, trò chuyện và những câu chuyện cá nhân. Anh ta nổi tiếng với những câu chuyện tình cảm đáng yêu với bạn gái của mình và những thử thách khó đỡ cùng với các bạn bè. Khoa Phu là một trong những YouTube thành công nhất ở Việt Nam và đã giành được nhiều giải thưởng từ các tổ chức đánh giá nội dung trên mạng xã hội. Anh ta cũng được mời tham gia trong nhiều sự kiện và chương trình truyền hình để truyền tải thông điệp của mình đến khán giả. Tuy nhiên, Khoa Phu cũng đã gặp phải một số tranh cãi và chỉ trích vì các hành động thiếu đạo đức trên kênh YouTube của mình, đặc biệt là khi anh ta đăng tải những nội dung gây tranh cãi hoặc phản cảm. Tuy nhiên, Khoa đã xin lỗi và hứa sẽ cải thiện để đảm bảo nội dung của anh ta được phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Tóm lại, Khoa Phu là một trong những YouTube nổi tiếng và thành công nhất của Việt Nam, với nhiều video độc đáo và giải trí. Dù gặp phải một số lùm xùm, nhưng anh ta vẫn đang tiếp tục tạo ra nội dung chất lượng và giữ vững vị trí của mình trong lòng khán giả. Khoa Phu là một YouTube nổi tiếng tại Việt Nam với phong cách làm video vui nhộn và hài hước. Gần đây, anh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ rằng anh đã kéo dài đôi chân của mình và giá trị của chúng hiện đang lên tới hơn 5 tỷ đồng tại Mỹ. Thông tin về sự kiện này được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội và đã gây xôn xao cho đông đảo người hâm mộ của Khoa Phu. Theo anh, việc kéo dài chân là một quá trình kéo dài một cách tự nhiên và anh đã áp dụng phương pháp này trong thời gian dài để đạt được chiều cao hiện tại. Nhiều người hâm mộ của Khoa Phu đã cho rằng anh đã đưa ra thông tin này để tạo sự chú ý và tăng sự nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, Khoa Phu khẳng định rằng đây là sự thật và anh đang mong muốn tìm kiếm những người quan tâm đến giá trị của đôi chân của mình. Sau khi thông tin được đăng tải, Khoa Phu đã nhận được rất nhiều phản hồi và lời đề nghị từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện này cũng đã thu hút sự chú ý của các trang báo lớn tại Việt Nam và trở thành đề tài được bàn tán rất nhiều trong cộng đồng mạng. Sau khi thông tin về việc Khoa Phu kéo dài chân được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, thì đến ngày 20 tháng 3 vừa qua, tạp chí nổi tiếng của Mỹ, Daily Mail cũng đã đăng tải bài viết về YouTube Khoa Phu và đôi chân có giá trị lên tới 5 tỷ đồng của anh. Bài viết của Daily Mail đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng trên toàn thế giới. Theo bài viết này, Khoa Phu đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước vì chiều cao và giá trị của đôi chân của anh. Sự kiện này cũng đã giúp Khoa Phu trở thành một trong những người nổi tiếng của Việt Nam được đưa lên tầm quốc tế. Nhiều người hâm mộ của anh cũng cho rằng đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội mới đến với anh trong tương lai. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng việc Khoa Phu kéo dài chân để tạo ra sự chú ý là không đúng đắn và có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sức khỏe của các fan hâm mộ. Ngoài ra, việc đưa ra thông tin về giá trị của đôi chân cũng đã gây ra nhiều tranh cãi về tính đúng đắn và đạo đức của hành động này. Dù nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực hay tiêu cực,
Khoa Pu vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình trên nền tảng YouTube và trở thành một trong những YouTube có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đôi chân kéo dài của Khoa Pu cũng là đề tài gây tranh cãi và nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc sử dụng đôi chân làm vật phẩm để thu hút sự chú ý là một hành động thiếu đạo đức và mang tính xấu xa. Hơn nữa, việc sử dụng cơ thể để kiếm tiền có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn trên một kênh truyền hình, Khoa Pu đã chia sẻ rằng việc kéo dài chân không phải là để tạo ra sự chú ý, mà là do anh đã bị ngắn khi sinh ra. Anh cũng cho biết rằng đôi chân của mình không bị tổn thương hay gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào và anh đã được các bác sĩ đánh giá kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, Khoa Pu cũng luôn cố gắng thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc của mình trên nền tảng YouTube. Anh thường xuyên đăng tải các video về những chủ đề giải trí, đời sống và kinh doanh nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm và kiến thức bổ ích. Trong cộng đồng YouTube Việt Nam, Khoa Pu được đánh giá là một trong những YouTube tài năng và giàu năng lượng. Anh đã có những đóng góp tích cực trong việc giúp cho nền tảng YouTube Việt Nam ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường truyền thông số. Trong những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao về việc một người phụ nữ tên là bà Hoàng Hường được cho là gọi trẻ em tại dốc Thẩm Mã, quận Ba Đình, Hà Nội để tăng sinh. Sự việc này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự quan tâm và chỉ trích từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ công an quận Ba Đình, họ đã vào cuộc xử lý vụ việc này và xác định được bà Hoàng Hường là người liên quan. Sau khi điều tra, công an cho biết bà Hoàng Hường không phải là người ăn xin mà là một người tự kinh doanh bán hàng rong. Tuy nhiên, việc bà Hường gọi trẻ em để bán hàng bị cho là vi phạm luật pháp và xử lý theo quy định. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động gọi trẻ em để bán hàng của bà Hoàng Hường là vi phạm quyền lợi của trẻ em, gây bức xúc và xúc phạm đến sự tôn trọng của người khác. Mặc dù bà Hoàng Hường đã phủ nhận hành động của mình là ăn xin, nhưng việc sử dụng trẻ em để bán hàng rong vẫn là hành vi bị cộng đồng mạng chỉ trích nghiêm khắc. Công an quận Ba Đình cho biết họ đang tiếp tục điều tra vụ việc này để xác định rõ hơn các hành vi vi phạm pháp luật của bà Hoàng Hương. Việc này cũng nhắc nhở các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp không được sử dụng trẻ em để mục đích kinh doanh hay bất kỳ mục đích nào khác. Việc bảo vệ trẻ em là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả mọi người trong xã hội. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Giang đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân TTM trú xóm Chúng Bạ A, xã Phó Cáo, H. Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về việc doanh nhân Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang đến công an tỉnh Hà Giang. Theo đó, trong buổi livestream ngày 6 tháng 2 trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bà Hoàng Hường đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê hoa chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã. Cụ thể, bà Hoàng Hường gọi họ là những người ăn xin. Chiều 20 3. Đại diện công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Giang và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý. Vị đại diện trên cho hay, có hai tình huống xảy ra, nếu hành vi của Hoàng Hường được thực hiện ở Hà Giang thì chúng tôi sẽ xử lý. Trường hợp còn lại, nếu hành vi của Hoàng Hường về Hà Nội rồi thực hiện thì lực lượng chức năng Hà Nội sẽ xử lý. Trước đó, ngày 13 tháng 4 năm 2022, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã xử phạt 65 triệu đồng đối với công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hương về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hương. Vào tháng 11 năm 2022, bà Hoàng Hương từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi gọi món mèn mén của người dân Hà Giang là cám lợn với thái độ cười cợt. Ngay sau đó, hàng nghìn bình luận đã phản ứng gay gắt với phát ngôn này của bà Hoàng Hương. Hoàng Thị Hường được nhiều người biết đến trên mạng xã hội từ những tai tiếng. Bà được biết đến là tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hương, đồng thời là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hương Confin Smile tại Hà Nội. Năm 2021, nữ doanh nhân Hoàng Hương từng gây ồn ào khi nhiều người cho rằng bà quảng cáo nổ công dụng nước súc miệng. Theo đó, công dụng của sản phẩm này được nữ đại gia ví như thuốc điều trị các bệnh hôi miệng lâu năm, hôi từ kiếp trước sang kiếp này, thậm chí điều trị viêm lợi. Những lời quảng cáo được nói tràn lan trên mạng xã hội gây ồn ào.